Mới đây, đại diện của Lệ Quyên cho biết thông tin nữ ca sĩ chia nửa tài sản cho bạn trai Lâm Bảo Châu là sai sự thật. Phía Lệ Quyên mong công chúng khán giả cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội. Hơn một ngày qua, hình ảnh Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tại một văn phòng công chứng được lan truyền trên các trang mạng xã hội, kèm theo đó là thông tin nữ ca sĩ quyết định đăng ký kết hôn để lại nửa tài sản cho bạn trai. Dù thông tin chưa được kiểm chứng nhưng nhiều trang mạng và các cá nhân đã chia sẻ rộng rãi, kèm theo đó là nhiều bình luận trái chiều. Ca sĩ Lệ Quyên và người mẫu Lâm Bảo Châu hẹn hò được khoảng 5 năm. Chuyện tình cảm của họ thời gian đầu gây chú ý vì Lệ Quyên hơn bạn trai 11 tuổi. Dù nhận nhiều bình luận không tích cực nhưng Lệ Quyên cho biết chị không bị tác động, bị ảnh hưởng bởi dư luận. Chị thấy Lâm Bảo Châu là người có nhiều điểm tương đồng để cùng xây dựng hạnh phúc,